đề Ánh sáng vùng cổng trời, với các nhân vật đồng chí Lương Tuấn Cường trong vai ông Lử. Tôi phải đi bán con trâu, tôi phải đi bán con trâu. Đồng chí Lê Thị Liên, Cầm Thị Mai trong vai cán bộ văn hóa tỉnh. Văn hóa xoay đường cho quốc dân đi. Đồng chí Cầm Đại Lộc, Lê Tiến Tùng, Trần Văn Sùng trong vai thầy cúng. Phải cúng, phải cúng. Đồng chí Phạm Cầm Phát trong vai công an xã. Đề nghị nhận giữ lại. Đồng chí Nguyễn Thị Luyến trong vai bà Giao, Ngô Thị Mai trong vai Mai, Hà Thị Thông trong vai Mẩy. Ôi trời ơi, bỏ ra, đừng nhớ lên đau này. Ôi trời ơi, bảo lấy chồng thì không lấy, cứ là thầy thì ở đến già thôi. Bỏ ra. Và sau đây, tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Từng ngày tuổi là lấy chồng sinh con hết cả rồi. Mà con mang, sao mày không đi kiếm thằng chồng đi hả? Mày định để chúng tao già rồi chết đi, không dám ngẩng đầu nhìn ông bà tổ tiên nữa hay sao? Đấy, chứ mày nói đúng đấy con ạ. Mày xem, ở cái vùng mây mù cổng trời này, làm gì có đứa con gái nào mà già như mày mà chưa lấy chồng đâu chứ. Đằng này, trai bản đến, mày cũng không chịu nói chuyện, rủ đi chơi, mày cũng không chịu đi. Cứ như vậy thì ở đến già thôi con ạ. Mà còn cái con này nữa, chúng cháu còn trẻ, còn phải cống hiến sức mình cho quê hương nữa. Bây giờ mà lấy chồng rồi sinh con đẻ cái sẽ không có thời gian dành cho công việc. Sau này ổn định rồi, chúng cháu lấy chồng còn chưa muộn mà bác. Chúng mày thì biết cái gì? Từ xưa đến giờ, con gái 16, 17 tuổi là phải lấy chồng hết cả rồi. Đằng này 20 mấy tuổi đâu rồi vẫn không chịu lấy chồng. Rồi chứ mày, ngả mày, làm sao dám ngẩng đầu nhìn ông bà tổ tiên nữa? Nhưng con vừa mới đi làm, còn nhiều thứ phải học hỏi lắm. Mà xã hội bây giờ cũng khác rồi, con cũng cần phải có kiến thức, có ước mơ, hoài bão của mình nữa chứ ạ. Thôi, chúng mày đừng có nói nữa, nhức hết cả đầu. Rồi ơi, mà còn cái con mày này nữa, mày cũng đi về tìm cái người yêu, rồi đi lấy chồng đi. Cứ suốt ngày dính với nhau thế này, thì bao giờ mới lấy được chồng. Thôi mày đi về. Lấy thì lấy cùng nhau chứ. Thế thôi ạ, cô cháu hát bác cháu về ạ. Tình hình thế này thì không ổn rồi bà. Không hiểu sao, nói tin nào nó cũng không nghe. Ngày xưa ấy, nó nghe lời lắm cơ mà. Có dám cãi lại bao giờ đâu. Không hiểu sao đi học về lại đủ tính đổ hết ra như thế này. Ôi, thì ông cứ từ từ để tôi khuyên bảo con đó. Từ từ thì đến bao giờ? Bà định để cả cái bà này họ cười vào mặt tôi, cười vào cái mặt bà. Không được, không thể để như thế này được. Tôi nghe nói ở bàn bên có thần mò giỏi lắm. Có việc gì chỉ cần cúng à, là có thể giải quyết được hết. Bà giúp cho nó ở nhà để tôi sang nhà thầy mo lên, như thầy về giúp xem sao nhá. Giữ nó ở nhà, đừng cho nó đi đâu. Ông cứ đi đi, ông cứ đi đi, yên tâm. Tôi giữ được chân rồi đấy.
thầy ơi, thầy bảo sao giúp tôi thầy đến rồi. Đúng rồi, chào thầy. Đấy, ta nói có sai đâu. Vừa vào đến nhà là đã ngửi thấy đầy mùi oán khí rồi. Mà con ma này oán khí nó nặng lắm, chỉ cần ngửi tôi cũng thấy mùi rồi. Con gạo. Ôi trời, đúng rồi, con đang luộc gà. Chính con ma này nó ám cho con gái ông bà không lấy được chồng. Nếu không làm lễ cúng thì không cứu được đâu. Không cứu được đâu. Dạ dạ. Bây giờ phải làm như thế nào ạ? Thế nào nhỉ? Phải cúng một ngày một đêm. Phải cúng tiền. Cúng tiền. Để mua con âm binh về đuổi con ma này đi. Thế dạ. Phải hết bao nhiêu tiền này đây? Đặt 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 đặt. Cái oán khí nó làm như thế này nhá, ít nhất cũng phải 15 triệu. 15 triệu. Ôi thầy ơi, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Mà có đi vay cả cái bà này cũng không có đâu, không đủ đâu mà. Chính vì nhà ông bà không chịu làm lễ cúng nên mới nghèo như thế đấy. Thế bây giờ ông bà muốn cúng tiền hay là mất con? Cúng phải cúng chứ, phải cúng. Tôi sẽ đi bán con trâu. Thế thì ông bà đã chuẩn bị con gà luộc chưa? Gà luộc. Thế tôi đi lấy gà luộc. Luộc gà. Gà luộc. Luộc gà. Chứ cái gà nó làm gì vậy hả? Sao lại người thầy cúng cái nhà mình thế này? Thầy bao giờ nói rồi, mày bị con ma dừng quá, nên bây giờ phải cúng để trừ tà. Nếu không con sẽ bắt mày đi đấy. Trời ơi, chứ dừng ngay lại đi, còn không bị con ma nó ám cả, không phải làm lễ cúng chết. Chẳng có ai bị ma ám mà lại nhờ mình bị ám cả. Nếu không làm lễ cúng thì không lấy được chồng đâu. Trời, con ơi, cúng để lấy chồng. Chú ơi, con là cán bộ ngành văn hóa xã, con là người hiểu rõ ràng nhất về văn hóa của dân tộc mình. Các lễ cúng của đồng bào ta là để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cho các cháu được khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc. Chứ không có lễ cúng nào là để lấy vợ chồng cả. Chứ làm như vậy là mê tín dị đoan đấy ạ. Mê tín dị đoan cái gì? À, mẹ, cái con ma này nó đã điều khiển cả lời nói, cả hành động của con gái bà rồi. Không đúng là không cứu được đâu. Mình đã thắng rồi. Đừng nói nhiều nữa, hôm nay mày không được điều hết. Ở nhà lễ cúng. Không, con không cúng đâu. Mình bắt đầu thôi nhỉ các thầy nhỉ. Cùng nhau đi. Nói thế. Lên nhạc. Thank you.
đúng một ngày một đêm là sẽ đuổi được con ma đấy đi. Tháng sau là sẽ lấy được chồng con. Đến lúc ấy nhớ mời chúng tôi đến uống rượu ấy nhá. Sao lấy được chồng thôi? Cảm ơn thầy nhiều. Chuyển hóa về tín dị đoàn. Ôi thế, đã cúng xong không? Sao lại dừng lại? Mình cũng đang làm lễ cúng bình thường mà cái chuyển hóa về tín dị đoàn thì không hóa bình thường thôi. Làm lễ cúng bình thường mà bắt cháu con này như thế này à? Ngày hôm nay nếu mai có xảy ra chuyện gì, hay ta có biết hậu quả như thế nào không? Ôi, nghe sau đây. Tại khoản 7 điều 14 nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ quyết định phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, và theo điều 320 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp dùng bói toán cờ bỏ hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa tích. Các anh em đã nghe rõ chưa? Bây giờ đề nghị các anh về công an xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về tội hành nghề mê tín dị đoan. Nếu nhớ, các anh mà còn tái phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Mời các anh về sang. Dạ vâng, chúng tôi đi ngay. Dạ vâng, cảm ơn cán bộ ạ. Thế này là như thế nào? Còn các người là tại sao lại đánh bao đám nhà tôi? Thưa bác, chúng cháu là cán bộ văn hóa tỉnh, hôm nay đến đây để làm việc với xã về công tác khảo sát, sưu tầm và lập hồ sơ về các nghi lễ truyền thống của dân tộc Mông để chính sách công nhận là di sản văn hóa phi vật thể bác ạ. Bác ơi, chúng cháu đã nhiều lần liên hệ với em Mai, nhờ em Mai giúp đỡ trong công tác nghiên cứu lần này ạ. Nhưng hôm nay xuống xã thì không gặp được em. Qua em mẩy chúng cháu mới biết em Mai hôm nay bị bắt ở nhà làm lễ cúng ạ. Từ bao đời nay người mong bà ta vẫn làm các lễ cúng như thế, tại sao các người lại ngăn cản? Thưa bác, đối với những phong tục tập quán lâu đời, chúng ta phải biết được nguồn gốc sâu xa của nó. Có những phong tục từ nguồn gốc có ý nghĩa rất hay, rất tốt đẹp, nhưng sau đấy đã bị biến tướng dần và trở thành những nghi thức rất vô lý. Có những người đã lợi dụng lòng tin của người dân để hành nghề mê tín dị đoan nhằm trục lợi và lừa đảo đấy bác ạ. Ô, hai cháu ơi, thế hành nghề mê tín dị đoan là gì đấy? Bác ơi, hành nghề mê tín dị đoan đấy là những hành vi xem bói, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác. Mà người mê tín dị đoan thì được hiểu là tin tưởng một cách mù quáng vào thần thánh, ma quỷ mà không có cơ sở khoa học. Xem bói chính hành nghề mê tín dị đoan đấy ạ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ, hậu quả và tính chất của sự việc diễn ra đấy ạ. Ôi, nghiêm trọng thế hả cháu? Vậy mà ta lại tiếp tay cho những hành vi ấy. Ta làm cái gì thế này? Chứ mẹ xin lỗi con. Con biết là chứ với nhà cũng chỉ muốn tốt cho con. Nhưng xã hội ngày càng phát triển mà bản mình, người dân mình còn rất khó khăn, rất cần lớp trẻ như chúng con cống hiến để xây dựng quê hương. Con chỉ mong những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình được lưu giữ, được nhiều người biết đến. Chính những cán bộ ngành văn hóa ở đây đã dạy cho con rất nhiều kiến thức, đã cho con thực hiện được ước mơ của mình. Con mong rằng chứ văn hà hãy hiểu cho con ạ. Vậy mà chứ đã mù quáng tin vào những lời bói toán ấy, suýt nữa thì tiền mất tật mang, lại làm con phải khổ. Chứ hiểu ra rồi, phải sống tốt, phải số có ích thì mới có thể ngẩng đầu với ông bà tiên tổ. Hãy tiếp tục thực hiện ước mơ của mình đi. Hãy lan tỏa những điều tốt đẹp ấy tới những người xung quanh con, để cho vùng cổng trời này luôn giữ được những giá trị tốt đẹp. Ủa, sao hôm nay cái đồng mình ấy hay thế? Các đồng chí có thể nói vấn nạn mê tín dị đoan được coi là một loại bệnh đe dọa đời sống văn hóa tinh thần, kéo theo những hệ lụy về kinh tế, chính trị, an ninh trật tự. Và trong cuộc chiến với mê tín dị đoan là một cuộc chiến thầm lặng dài lâu, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và nhẫn nại. Trong cuộc chiến cầm máu ấy rất cần đến sự chung tay góp sức của cả
kiên quyết đấu tranh xử lý và bài trừ mê tín dị đoan để đời sống văn hóa tâm linh tín ngưỡng mãi phát huy được những giá trị tích cực vốn có từ hàng nghìn đời nay. Vì vậy mỗi chúng ta hãy cùng nhau trân trọng bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian tốt đẹp vì một đất nước Việt Nam phát triển hiện đại văn minh vừa theo kịp với dòng chảy của thế giới vừa vẹn nguyên được bản sắc văn hóa dân tộc. Kính thưa các đồng chí, với tiểu phẩm Ánh Sáng